Sát hại cô ruột bằng búa, cháu gọi điện báo công an. Khi thấy cô ruột người cháu đã dùng búa đánh nhiều phát vào đầu bà Hoa cho tới khi tử vong. Ngày 15 tháng 3, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho hay đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trung Kim Phong sinh năm 1996, ngụ quận 8 về tội. Theo cáo trạng, Phong là cháu ruột của bà Trung Thị Kim Hoa sinh năm 1960, ngụ quận 8. Bà Hoa không có chồng nên sinh sống cùng với gia đình của Phong ở căn nhà tại con hẻm 146 đường Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12, quận 8. Trong thời gian sinh sống, giữa hai cô cháu thường xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 14 giờ 50 ngày 27 tháng 4 năm 2019, Phong đi công việc trở về, thì lúc này bà Hoa đang ngồi làm việc trong nhà. Ít phút sau, Phong và bà Hoa cự cãi lớn tiếng. Trong cơn bực tức, Phong dùng búa đánh vào đầu cô ruột cho tới khi nạn nhân tử vong. Gây án xong, Phong gọi điện báo cho công an. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi đưa phong về trụ sở làm việc tại cơ quan công an, Phong có khai báo như trên. Nhiều bạn nói tôi đọc không chuẩn đó là do tôi mới học lớp 1 ạ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.